Chào tất cả các bạn quay lại với kênh của Điện Thoại Số nha. Hôm nay mình làm clip thay cái mặt kính của máy Huawei Mate 30 Pro nha các bạn. Thay con Mate 30 Pro này cũng mới ra, mình sắp xài nó vỡ kính rồi nha các bạn. Thay ra vỡ cái kính cam sau luôn. Thay con này vỡ kính ngoài nha các bạn, màn hình hiển thị ok nha các bạn. Mình sẽ test qua cảm ứng nha các bạn. Ok, bây giờ tiến hành mình tháo máy theo thay màn kính nha các bạn. Con này đầu tiên mình tháo một lần trước. Lần này làm bằng nhựa nha các bạn, không phải làm kính. Bạn do giữa mất camera nên nó cứng nha các bạn. Đây keo. Đây mình tháo cái chập, nó có sạc không dây nha các bạn. Đây sạc không dây.
Mét phần hành nó nằm ở đây nha các bạn. Cái phần hành nhỏ xíu mà. Để mình tháo viên lên. Bây giờ công đoạn mình cắt phần hành ra, cắt mặt kính này ra nha các bạn. Con này cái độ cong nó bò ra ngoài sau tới cái nắp lưng luôn nha các bạn, nên cắt hơi khó. Do xung quanh nó có cái keo nhiệt để chống nước các bạn, nên mình cắt cái chỉ mình đi nó cứng lắm. Cái này cắt lâu lắm nha các bạn. Hai giờ mình cắt nửa tiếng rồi đó.
cắt tính gia công nha các bạn. Mình đã gắn một số men với lại một số chi tiết vô rồi nha các bạn, gắn sẵn là để hạn chế thời gian các bạn xem. Giờ mình tiến hành mình ráp màn hình nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình dán nắp lưng mới nha các bạn. Cái này gắp hai nắp lưng luôn nha các bạn. Đây nắp lưng mới nè. Lưng diêm như nhau nha các bạn.
mình tiến hành mở máy lên mình test lại lần cuối nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ test lại cảm ứng nha các bạn. Con này cái volume nó không có nha các bạn, nó có cái nút nói chung mình chạm lên màn hình là mình vuốt được cái volume luôn. Đây mình chỉnh lớn nhỏ mình chạm như đây mình vuốt thôi, thấy nó hay như đó. Các bạn màn hình ok luôn nha. Thấy vừa rồi mình đã giới thiệu luôn các bạn quá trình thay kính phun quay mắt con rò bên mình nha các bạn, là mặt lân nhân nha các bạn. Đó, các bạn nào có nhu cầu các bạn liên hệ trực tiếp với mình nha. Rồi chào các bạn, hẹn các bạn ở những video khác.